Trò chuyện với fan hâm mộ sắc đẹp chút xíu đi ba bạn ơi. Sức khỏe mọi người như thế nào? Hiện tại thì sức khỏe của các bạn như thế nào khi mà đáp chuyến bay khá là trễ xuống Sài Gòn? Rất là vui bởi vì mọi người đã có mặt để có thể đến với cấp 3. Không nghĩ rằng khi mà thời tiết mưa như này và thời gian cũng đã khá là trễ rồi, nhưng mà mọi người vẫn dành thời gian cũng như là cái sự nhiệt tình đến đây để ủng hộ cấp 3. Và vì vậy nên cấp 3 ở đây không hề cảm thấy là mệt mỏi gì vì chúng ta đã đi lên cả. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, Đào Thị Hiền sao nè? Chào tất cả mọi người, em là Đào Thị Hiền, áo hồng một Miss World Việt Nam 2023. Thì hôm nay khi mà đáp tới sân bay thì em thấy là trễ khoảng 3-4 mấy phút rồi. Trễ cũng lâu lâu rồi nhưng mà em rất là bất ngờ tại vì mọi người vẫn còn ở đây và mọi người vẫn chờ bọn em, thì mọi em cảm thấy rất là vui. Thì nói chung là khi mọi người quay lại Hồ Chí Minh thì cái cảm xúc là không biết là ngày mai sẽ như thế nào, mọi người có chào đón nồng nhiệt bọn em hay không. Nên là em cũng cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hào hứng. Rồi Minh Kiên. Chờ đợi nãy giờ không biết là người nhà của mình hôm nay có ai đi theo đoàn về đây không? Nhà của em thì chị đã ở bên đường nên là em đến đây một mình. Rồi bạn trai thì sao? Dạ bạn trai của em thì vẫn ở bên đường. Bạn trai em học ở Bình Định luôn hả? Dạ không, bạn trai em học ở đây. Nhưng mà hiện tại thì nghỉ hè. Thì cái tâm trạng mình háo hức như thế nào để ngày mai bắt đầu mình có những cái xin những cái media tour? Dạ thật sự thì chúng em vừa mới đi qua thôi và chúng em cũng có những cái bỡ ngỡ, cũng có những cái sự bất ngờ, không biết rằng ngày mai những cái điều gì sẽ chờ đón chúng em, không biết là những cái hoạt động, những cái điều ý nghĩa, những cái điều tốt đẹp sẽ đến với cấp 3. Vì vậy mà chúng em rất đang háo hức mong chờ ngày mai khi mà chúng em có thể trình diễn trước mọi người, có thể đưa ra những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm đưa đến mọi người, và hy vọng rằng mọi người sẽ có cái nhìn và ủng hộ cấp 3 nhé. Như sau khi Nhi công khai bạn trai á, thì trên mạng xã hội rất là ủng hộ cái tình yêu đẹp như thế này, thì không biết là cảm xúc của Nhi như thế nào á? Thật sự là Nhi cảm thấy rất là vui. Nhi nghĩ rằng khi mà mọi người biết đến hoa hậu thì mọi người thường hay nghĩ hoa hậu không có bạn trai, thì bên đây là mọi người sẽ không có bạn trai. Nhưng mà mọi người ơi qua đi. Nhưng mà khi Nhi công khai ra thì mọi người cũng rất là ủng hộ và thì như có một cái e ngại nào là cái việc mình đăng quang thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cái chuyện tình cảm hay không, tại vì cộng đồng mạng người ta cũng e ngại như vậy luôn đó. Xin lỗi, bây giờ mình di chuyển bên kia lại xe nào. Dạ. Rồi, cảm ơn Nhi nha.
Anh Phong nhiều việc quá. Quá trời luôn. Ngủ chắc luôn, cao quá. Hiền ơi, chị Hà nói với em như thế nào khi mà em đang quăng ngôi vị Á ủng hộ đó? Chị Hà nói như thế nào ạ? Em chưa thấy chị Hà nói gì. Chưa thấy luôn. Thật ra thì người nhà thì khó để có thể khen nhau, nhưng mà em chắc chắn là chị Hà có tự hào về em đấy. Chúc mừng em nha, đã giúp chị Hà có những cái thành công để mà chị tự hào ha. Anh ăn rồi nhưng mà anh ăn hôm qua. Hôm nay thì chưa. Tại vì fan hâm mộ sắc đẹp thì chờ cũng được, em không sao hết. Chờ từ 8 chiều. Ý em nói anh đó hả? Chứ ai nữa. Rồi. Bye bye em nha. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp mọi người nha. Ok. Dừng xe. Chào em xíu. Có mình em hả?